Hello, nhóm bánh chào của chú bác nha. Ôi, ngày hôm nay phải nói là siêu đông luôn cô chú bác ơi. Ở trước cái chỗ cúng nè. Ở trước chỗ cúng. Đông Ôi quay hả? ơi, rồi nhận ra luôn nè. Phải nông mộ ha. Ủa, đi ăn cơm chưa? Dạ chưa, mới học giờ dẫn vô đây cơm với đồn ta. Chắc là được, tranh thủ trước 6 giờ cúng á. 6 giờ cúng thì Mày người quý ta ông ở đây nghiêng. nè. Đúng rồi. Mấy bữa nay gặp chú Nhã mà Trời cũng ơi vừa. trời, dễ hả? Dạ. Có bình luận ở trên kênh không? Dạ có. Có luôn hả? Đó cô chú bác thấy không, đi quay ha ở trong tòa thánh Tây Ninh, từ cái lúc mà mới có cái rạp sơ sơ cô chú bác tới bây giờ luôn là nhiều ngày lắm rồi ha. Đó thì cũng có nhiều fan hâm mộ đó cô chú bác thấy không, đi xem triển lãm ha. Ồ có đông rồi cô chú bác đó. Hàng vạn người, siêu đông luôn ha. Ôi ôi phải nói kìa, hàng vạn người luôn cô chú bác, siêu đông nó cô chú bác thấy không, không khí xung quanh đây ôi đông vui quá đó. Cái đường đó là đi vô để mà coi ha, coi hội yến đó cô chú bác đó, vô trời ơi đông quá vậy, đông quá đó cô chú bác thấy không, quá đông luôn nè. Rồi đông quá cô chú bác ơi, kiểu này là không vô được rồi, chắc cú là không vô được rồi, siêu đông đó cô chú bác thấy không, cái này là không vô được rồi ha, giờ tới nhất cũng không được luôn nữa chứ sao mà vô đó. Quá đông cô chú bác, khung cảnh xung quanh đây nè đó cô chú bác thấy không, siêu đông tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội ha. Rồi quá đã cô chú bác ơi, quá đã quá vui luôn nè. Rồi để cho mấy cô mấy dì ngồi đi ha, mình không có quá chen. Cái chỗ đó là ở chỗ xem triển lãm á cô chú bác, đông quá rồi. Để mấy cô mấy dì ngồi đi, ngồi cúng đó. Ngoài đây nè cô chú bác, wow siêu đông tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội đó cô chú bác thấy không, quá đã luôn nè. Chỗ này là bao đẹp luôn cô chú bác. Đó, siêu đẹp, siêu đẹp. Khung cảnh trước báo Ân Từ, hội yến Diêu Trì Cung ha, chỗ chính luôn. Đó, cô chú bác thấy không? Quá đông. Quá đông cô chú bác. Đó. Quá đông luôn. Quá đông quá vui. Đó, hộ pháp đường. Báo Ân Từ. Đó cô chú bác thấy không? Khung cảnh xung quanh đây. Quá đông ha. Rồi. Ở trong chỗ coi triển lãm giờ chắc hết đi được rồi. Đó. Nội cúng mà đông vậy thì chỗ ở trong triển lãm sao đây hả cô chú bác, vui ha. Ô, vui quá khung cảnh bà con của mình nè. Kiếm người cũng khó nữa, quá vui quá vui. Mấy chú mấy dì ngồi đây chờ tới giờ cúng ha, chờ tới giờ cúng. Rồi, ở đây là cái cổng nè cô chú bác. Kính mừng đại lễ hội yến Diêu Trì Cung 15 tháng 8 nè. Đó. Quá đông, siêu đông. Đó, lần đầu tiên mà nhà chứng kiến cảnh này ha. Đó. Quá đông. Này phải vài ngàn tín đồ ha. Đó, quá đông cô chú bác. Vui vui. Mỗi năm chỉ có một lần. Đó cô chú bác thấy không? Mỗi năm một lần ha, siêu đẹp. Đó, ngày hôm nay thời tiết cũng ủng hộ luôn. Đó, thời tiết quá đẹp, thấy không? Rồi khung cảnh xung quanh đây, khung cảnh xung quanh, thấy không? Mọi gọi điện kiếm người cũng đuối luôn cô chú bác. Đó. Rồi mình đứng đây ha, ghi hình cho bà con mình xem. Quá đông quá đông, trong đó triển lãm xong hết rồi cô chú bác, đẹp lắm nhưng mà giờ là không có vô được ha. Đông lắm rồi đó, siêu đông siêu đông siêu đông luôn, chỗ nào cũng có người hết, đông vui á cô chú bác, đông vui đông vui. Rồi, tới luôn tới luôn đó, tới luôn cô chú bác ơi, mỗi người một góc một chỗ, đóng cửa lại luôn đó, cô chú bác thấy không, ai ngồi ở đâu ngồi ở yên đó, đó. Mới trật tự dễ cúng ha. Đó. Ngồi đâu ngồi ở yên đó.
ra thêm khung cảnh xung quanh đây. Cô chú bác hả? Có khi nào cô chú bác thấy đông vậy chưa? Trời ơi, quá đã đời luôn, dài luôn, dài suốt ngoài luôn cô chú bác. Đẹp luôn, quá vui ha, quá vui quá vui. À, Thánh Tây Ninh mùa lễ hội, hôm nay trời mát mẻ ha, trời mát mẻ. Ok ok, khung cảnh xung quanh cô chú bác quá đã, quá đẹp. Đây bà con đi, đó, người ta thấy không? Quá đã, quá đẹp ha. À, sorry sorry sorry, để đi qua kia đông quá. Ok ok ok, quá xa quá xa quá xa. Rồi chú qua đi, mình qua luôn. Ok ok, kẹt xe, quá đông cô chú bác, đông vui ha. Không vui. Tòa Thánh mùa lễ hội. Tới luôn, tới luôn. Đó, cô chú bác thấy không? Rồi, tới luôn, tới luôn. Tới tới đi một hàng hay gì, đi một hàng để hai bên đều đi được. Đúng rồi, tới luôn, tới luôn. Tới luôn, tới luôn. Rồi, tới luôn, tới luôn. Tới luôn, đi một hàng hay gì để hai bên đều đi được hết. Ok ok ok, bình tĩnh bình tĩnh. Rồi rồi rồi, ok ok ok. Đó, đất đời ông luôn cô chú bác, còn đông đi một hàng thôi. Ok 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 ok. Rồi tới luôn đi một hàng thôi mấy gì ơi, để ai cũng đi được hết. Ok đó, không cảm chút bao nhiêu từ ha, bình tĩnh bình tĩnh. Rồi tới luôn, tới luôn, tới luôn. Đi một hàng thôi chú, để hai bên đều đi được hết. Đó. Rồi đi một hàng đi thôi. Cây đó, cây quạt đó, cây. Rồi. Rồi để em đi trước đó chị. Rồi chị xách vô cho em đi trước, chị bán đi. Ok. Rồi tới luôn, tới luôn. Rồi cổng rồi nè. Đó. Rồi cho em đi trước đây. Ok ok. Rồi tới luôn, tới luôn. Đó, khung cảnh cúng nha cô chú bác. Chuẩn bị đến giờ cúng. Đó, rất là đông vui luôn ha. Tòa Thánh Tây Ninh mua lễ hội. Ok. Rồi tới luôn. Tới luôn, tới luôn. Rồi. Đó, thì các bạn thấy không, khung cảnh phải nói là rất là hiếm gặp. Đó, hiếm gặp cảnh mà đông như thế này các chú bác. Rồi, cúng ngồi ở ngoài trời này nọ. Nó rất là vui luôn. Ừ, các bạn thấy không? Ok ok ok. Rồi ok ok ok, rồi nha, cảm ơn cô chú bác nhiều nha, bye bye.